Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này á, thì mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn một tính năng khá là thú vị của module SIM 800L. Như chúng ta biết là từ trước đến nay á, muốn dùng module SIM 800L chúng ta phải dùng thông qua một cái con vi điều khiển, như là thông qua Arduino, Atmega, thông qua BIT, thông qua STM vân vân. Nhưng mà hiện bây giờ á, mình sẽ có thể là dùng thẳng luôn tính năng trên module SIM này để mà kích một cái đèn LED để điều khiển được một thiết bị, một cái bơm, một cái quạt vân vân. Ở đây á, là chúng ta thấy là trên cái chân của con SIM 800L này chúng ta có một cái chân, nó gọi là chân green. Ở đây các bạn, chân green nó nằm ở trên, là chân ở trên đây nè. Các bạn thấy nó nằm trên trên cùng đây là chân green. Thì chúng ta khi mà chúng ta gọi tới á, thì cái chân green này á, nó sẽ được kích tạo ra một cái nguồn điện áp ra. Thì dựa vào cái nguồn điện áp ra đó, chúng tôi mới kết hợp với một cái IC chốt để mà giữ tín hiệu đó lại. Thì ở đây chúng tôi đang gọi, thì gọi á, khi nào mà các bạn ngắt cuộc gọi hoặc là gọi hết xong á, thì tự động nó sẽ chuyển trạng thái. Ví dụ ở đây tôi ngắt nè, các bạn thấy nè, đèn tắt liền, các bạn thấy không? Còn nếu không á, thì các bạn phải đợi khi nào mà gọi hết luôn á, gọi hết luôn thì cái máy nó ngắt, mà thì mất hết một phút máy mới ngắt. Như vậy á, nó cũng tự động nó thay đổi trạng thái. Thì ở đây là tôi đang gọi lại lần nữa là để mở nó. Thì các bạn có thể là đợi cho nó hết một phút là tự động nó mở, còn nếu không á thì bây giờ chúng ta gọi chút xíu thôi, nghe tiếng o rồi bắt đầu chúng ta tắt đó. Ok, các bạn thấy đó là nó như vậy. Ở đây thì bây giờ ok, chúng ta thấy cái tính năng đó rồi. Bây giờ tôi sẽ để cho nó tự động nó chạy ha. Ở đây mình nói tiếp với các bạn cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Thì ưu điểm của nó là nó rất là gọn, mạch nó rất là nhỏ, nó không cần thêm vi điều khiển, nó tiết kiệm được tiền của mình. Nhưng mà cái nhược điểm là các bạn số nào gọi cũng được, số nào gọi biết số là gọi tới là nó điều kích hết. Đó là cái nhược điểm. Nhược điểm thứ hai á, là nó chỉ có thể ra được một chân relay thôi. Bạn muốn điều khiển hai thiết bị, ba thiết bị chẳng hạn, hoặc là bạn điều khiển không được, hoặc là các bạn không thể nào mà lấy tín hiệu về đã xem là cái này đã kích hay chưa, kích hay chưa để mà mình biết, thì đó là nhược điểm thứ ba. Cái gì cũng có nhược. Thì để mà mình cũng có chế tạo một cái bộ dùng với Arduino với thằng module SIM 800L để mà điều khiển từ xa, đóng mở thiết bị, thì cái đó nó ấy hơn. Ok, ngắt luôn đó, đợi lâu quá. Ok, bạn thấy không, nó cắt rồi. Cái này nó có một cái nhược điểm nữa là khi các bạn nhắn tin tới nó cũng kích, nó kích lên xong nó tắt. Em nhắn dùng một tin nhắn đi, như chữ A chẳng hạn, số hồi nãy. Nhắn tin số đó, các bạn chú ý nè, các bạn thấy kích lên đó, em nhắn tới chị B. Ok đó, thì nó là như vậy. Bạn nhắn tin tới nó cũng kích, thì ví dụ như nó sẽ bị là dùng như gọi lộn số nè, rồi ví dụ như bị là tin nhắn rác nè, nó cũng sẽ kích đó. Thì cái nào nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó. Cái bộ phát triển hơn thì mình đã có rồi rất là nhiều. Bên dưới cái phần clip này mình sẽ để cái link cho các bạn xem cái bộ mà bên mình đã phát triển, có đầy đủ tính năng hết, cho bao nhiêu số điện thoại điện tới thôi, ngoài số đó thì không có, rồi điều khiển mình tin nhắn, rồi phản hồi trạng thái thiết bị vân vân. Clip đây thì mình xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip, và xin hẹn gặp lại ở những clip kế tiếp.